Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sự lệch đông và biến tính của khối khí lạnh có cường độ yếu trong thời kỳ cuối đông là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng nhiều mây kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay thì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng trưa chiều thì trời sẽ có lúc khô ráo hơn. Do nhiều mây và độ ẩm cao kéo dài cả ngày nên biên độ nhiệt dao động trong ngày khá nhỏ. Mức nhiệt độ vào đêm và sáng vào khoảng là từ 18 đến 21 độ, còn trưa chiều cao nhất cũng chỉ khoảng là 22 đến 25 độ. Sang bên sườn phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn, ta lại bắt gặp một kiểu thời tiết hoàn toàn khác biệt. Ở khu vực này, do không chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh biến tính, lệch đông, mà thay vào đó là sự mở rộng của một vùng áp thấp, nên thời tiết khô ráo, có nắng và nền nhiệt độ ở ngưỡng cao. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt tới 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi như ở tại Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La, một số nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt tới ngưỡng nắng nóng ở mức nhiệt độ là 35 đến 36 độ. Khối không khí biến tính dầu ẩm cũng sẽ gây mưa nhỏ, mưa phùn cũng như sương mù cho các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ở khu vực này, thời tiết vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nên mức nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết có xu hướng tốt dần, trời ít mưa, ngày nắng với ngưỡng nhiệt tăng dần từ Bắc xuống Nam, dao động trong ngưỡng là từ 26 cho đến 30 độ. Cao điểm ở vùng núi phía Tây ở mức là 31 đến 34 độ. Nơi có nền nhiệt độ duy trì khá cao trong nhiều ngày qua vẫn là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, với mức nhiệt ban trưa luôn ở ngưỡng là 31 đến 34 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi còn lên đến 35 đến 36 độ. Cùng với đó là tình trạng ít mưa, độ ẩm xuống rất thấp lúc trưa chiều, chỉ khoảng 40 đến 60%, đã khiến cho thời tiết khô nóng tại các tỉnh phía Nam này trở nên gay gắt hơn. Và đây cũng là những tác nhân thuận lợi cho các đám cháy dễ dàng phát sinh và bùng nổ. Người dân khu vực nên lưu ý và có kế hoạch phòng tránh và ứng phó kịp thời nếu có hỏa hoạn xảy ra. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì tình trạng là nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Đến trưa chiều thì bầu trời có khả năng khô ráo hơn, nhưng nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ đạt tới ngưỡng là 22 cho đến 24 độ, độ ẩm trong ngày là từ 72 đến 92%. Với độ ẩm không khí quá cao, thường gây ra hiện tượng nồm ẩm, dễ làm ẩm mốc tường và các đồ vật trong nhà. Với kiểu thời tiết này thì quý vị nên lau nhà cửa thường xuyên và liên tục bằng các loại vải khô và có khả năng hút ẩm cao. Đồng thời hạn chế mở cửa, nhất là vào thời điểm sáng sớm, chiều tối và ban đêm để tránh không khí ẩm tràn vào nhà. Với đặc trưng là thành phố ven biển nên thành phố Hải Phòng sẽ là một trong những nơi nhận được lượng hơi ẩm nhiều hơn so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Ngày hôm nay, trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn sẽ tiếp diễn, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm. Vì vậy, nếu phải lưu thông ngoài trời vào thời điểm này, thì quý vị và các bạn nên hạn chế tốc độ, bật đèn và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Hải Phòng được dự báo là dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ, độ ẩm ở mức là 74 đến 93%. Xuống đến thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, từ hôm nay cho đến hết tuần, thời tiết thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra khá lý tưởng, nên sẽ thuận lợi không chỉ đối với người dân sinh sống nơi đây, mà còn cả cho du khách đến với thành phố biển xinh đẹp trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Thời tiết ít mưa, ngày có nắng vừa phải, với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 28 đến 30 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống mức là 22 độ. Thời tiết ấm áp, ôn hòa nên khá lý tưởng cho các chuyến du ngoạn dài ngày, khám phá văn hóa, các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Đến với các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 là thời kỳ thường có mức nhiệt cao nhất trong năm. Đến thời điểm này thì nắng nhiều và nhiệt cao là kiểu thời tiết chính trong nhiều ngày qua ở khu vực này và vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến trong những ngày sắp tới. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo dao động trong khoảng là 24 cho đến 35 độ, thời tiết khá nóng bức. Do vậy, người dân cũng như du khách khi đến đây nên hạn chế phần nào các hoạt động ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đừng quên uống nhiều nước, bổ sung đủ rau quả, các vitamin và khoáng chất cần thiết để thích ứng với kiểu thời tiết khá nóng ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như các tỉnh thành khác của miền Đông Nam Bộ nói chung. Cùng chung xu thế thời tiết với thành phố Hồ Chí Minh nên thành phố Cần Thơ vào ngày hôm nay thì nắng cũng lên từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ trưa chiều thấp hơn khoảng 1 độ so với thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng xấp xỉ 34 độ nên vẫn có cảm giác khá nóng. Kiểu thời tiết như thế này còn duy trì nên tình trạng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt tưới tiêu và xâm nhập mặn vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện nên vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như là các hoạt động sản xuất của người dân nơi đây.
Và đến đây thì bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.